Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Hôm nay bên em về 100 thùng pin lithium có thương hiệu là Renergy nhé. Đấy, thương hiệu Renergy. Đối với cái pin lần này thì bên em nhập cái dòng pin loại A. Đấy, và em cũng sẽ báo giá luôn, đồng thời là cũng sẽ bóc thử một thùng để đo cho anh em xem. Đây các bác có thể thấy về được có 100 thùng thôi. Đấy, về được có 100 thùng. Thì mỗi một thùng này là có 4 cell. Đấy, thì bây giờ thì em đã chuẩn bị sẵn một cái đo điện áp cũng như là cái nội trở của pin. Đấy. Thì như các bác biết thì pin lithium hiện nay giá đang rất là tốt. Và nó chạm đến cái mốc gọi là mốc đáy rồi nhé. Chạm đến mốc đáy. Thì nếu mà sử dụng thời điểm hiện tại như bây giờ. Đấy, chuẩn bị sang tháng 6 năm 2024 rồi. Thì nếu như các bác mà đầu tư một cái thùng này. Kết hợp với cả một cái mạch cân bằng. Thì các bác sẽ dùng nó sẽ rẻ hơn là các bác mua một cái bình ắc quy viễn thông. Rẻ hơn mấy trăm nghìn. Đấy. Thì em test cho các bác xong em sẽ báo giá luôn. Đấy, thì bây giờ các bác cùng xem em test thử bóc thử một cái thùng nào đấy. Đấy. Để anh em biết được nhá. Đấy, bóc thùng này nhá. Pin này thì bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Đấy, thì khi các bác mà mua cái thùng pin ấy, thì các bác sẽ được tặng những cái phụ kiện. Tặng phụ kiện ở đây là gì? Tặng phụ kiện ở đây có nghĩa là các bác sẽ được tặng một thùng này có 4 viên thì các bác sẽ được tặng 4 cái tấm phíp này. Đấy. 4 cái tấm phíp. Đây. Và phụ kiện tiếp theo là bốn cái thanh nối giữa các cell pin với nhau và 8 cái ốc. Đấy, xem nào, trong này cho mấy cái ốc nhỉ? 8 ốc, 2 4 6 8, 8 ốc anh em nhé. Đấy, 8 ốc. Thì bây giờ thì em sẽ cùng đây. Cùng xem cái cell pin này. Này các bác nhìn. Đấy, tí nữa em cân thử cho một cái cell này là bao nhiêu cân. Ở đây các bác nhìn. Ở cái đầu này nó ký hiệu dấu cộng là cực dương nhá. Còn dấu trừ này là cực âm. Đấy, dấu trừ này là cực âm. Các bác về các bác chú ý đấu không được đấu sai. Và cũng lưu ý với anh em là khi anh em mà dùng cái loại pin này thì khi các bác siết cái đầu ốc này. Đấy, khi các bác xoáy ốc vào đây kết nối với cả cái thanh nhôm kia thì các bác cũng siết cái ốc này nó đến cái tầm vừa phải nhá. Nó chắc tay thì được. Tránh một số trường hợp các bác xoáy, có nghĩa dạng siết hết cỡ anh em ạ, siết hết cỡ thì vô tình đấy, siết chặt hết cỡ thì nó vô tình nó làm hở cái dung dịch ở bên trong của cell pin này. Đấy, có nghĩa nó gây ra một cái đường hở. Anh em hiểu không? Nó rất nhỏ thôi nhưng mà khi các bác sử dụng là nó sẽ bị sao? Bị chảy nước. Đấy, đấy là cái lưu ý rất quan trọng. Các bác siết chặt tay nó là vừa. Đấy, cứ siết chặt bình thường, không phải ngấu nghiến để các bác siết. Đấy, thì trong quá trình mà em bán pin thì cũng phải dặn các bác như vậy. Đấy, để các bác biết được. Đấy. Các bác biết được thì nó sẽ tốt hơn là các bác không biết.
bác cứ ngấu nghiến, các bác vặn 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 hết cỡ, vặn vặn chặt dã man luôn, thì vô tình là nó để trong quá trình các bác dùng đấy là nó sẽ có khi các bác siết chặt nó sẽ gây ra một cái đường hở đấy, các bác hình dung nha. Đấy, em giải thích nôm na thế thôi đấy. Thì còn cái dùng cái pin này thì nó rất là bền, một cái cell này thì chu kỳ sạc xả của nó là hơn 6.000 lần anh em nhé, hơn 6.000 lần đấy. Với cái hãng này thì cái vỏ pin của nó thiết kế là màu đen đấy. Ví dụ như thằng Haiger hoặc là battery đấy. À xin lỗi, Batech thì nó sẽ sản xuất cái vỏ này nó là màu xanh, thì thực ra nó là cái một cái lớp để nó chống, nó cách điện thôi chứ chả có cái gì cả đấy. Với một số bác mà để xước cái vỏ này thì vô tình nó lại thành một cái cực đấy, khi các bác mà chạm với cả cái này nó cũng bị xước đấy, thì khi chạm hai cái vào với nhau thì nó lại bị dạng như là chạm điện anh nhớ, chạm cực với nhau đấy, thì thành ra nó lại gây ra cháy nổ. Thế nên là nó mới sản xuất ra cái tấm phíp này. Với một số bác không có tấm phíp thì các bác cũng có thể thiết kế cái tấm nhựa cũng được, không sao cả. Đấy, các bác đặt vào này thì nó sẽ cách điện. Đấy, đấy là một số trường hợp mà các bác không có cái tấm phíp này. Cũng nhiều bác cũng có thể lấy cái bìa cắt tông các bác đặt vào đây cũng chả sao, miễn sao là nó cách điện của cái cell này với cả cái cell kế bên đấy, bên cạnh đấy. Thì bây giờ thì em sẽ đo thử cho các bác xem về cái điện áp cũng như là cái nội trở. Và cũng lưu ý với một số anh em, tất cả anh em mua cell pin rời đấy, tất cả anh em mua cell pin rời là về anh em sẽ phải làm một cái động tác gọi là cân bằng thủ công. Đấy. Thường thì ở bên Trung Quốc người ta đóng thành bắc là người ta cân bằng bằng máy. Như anh em không làm gì có máy thì anh em sẽ phải cân bằng thủ công để tất cả các cell pin này nó đều về điện áp. Đấy. Đều về điện áp xong thì các bác mới tiến hành là ráp pin. Đấy. Các bác nhớ nhá. Về cân bằng thủ công thì không có gì là khó khăn. Anh em tước một cái đoạn dây điện ra, lấy cái lõi đồng của nó, tất cả các cực dương đấu với nhau đấy. Tất cả các cực âm các bác đấu hết cho em với nhau đấy. Có nghĩa là tất cả các cực dương các bác đấu với nhau, tất cả các cực âm các bác đấu với nhau đấy, thì nó sẽ cân bằng cái điện áp của cả cái cell pin này đấy. Các bác nhớ nhá. Thì khi nó cân bằng xong thì anh em sẽ tiến hành là giáp. Đấy. Thì khi giáp lên thì cái điện áp của nó sẽ đều nhau hết, kết hợp với cả cái mạch Zika, nó có cái cân bằng sẵn 2A trong đó, thì anh em sẽ được một cái hệ thống pin là đều về cái điện áp. Em xoáy cái này, dùng lithium hiện nay rất là giá rất là tốt, anh em nên sử dụng, anh em nên sử dụng nhé. Đã kết nối máy với cả cái hai cái thanh đo này, bây giờ em sẽ mở máy nhé, mở máy lên rồi. Bây giờ thì anh em cùng xem. Em test thử 4 cell này. Anh em cùng xem nhé. Đấy, cực dương là màu đen nhá. Cực dương nó ký hiệu là cái dấu cộng này. Là cực màu đen. Còn cái cực còn lại là cực âm. Đấy, các bác xem về cái điện áp là 3,2V.
Nội trở là 0,17 18. Đấy. Cứ từ 2 mili ôm hoặc hơn 2 mili ôm trở xuống là pin ok anh em nhá. Là pin ok. Đây là các bác, nếu như các bác mà nạp đầy vào thì mili ôm nó còn nhỏ nữa. Các bác mà nạp, có nghĩa là nạp căng thêm là mili ôm của nó còn nhỏ nữa. Đấy, bởi vì nó có công thức tính mili ôm này. Mili ôm chính là cái nội trở. Còn bác nào mà muốn xem về cái công thức thì anh em có thể vào mạng. Đây, đo cell thứ hai luôn. Pin này là pin A nhá, bảo hành 1 năm nhá. Đấy, thử xem nào. Đây, các bác nhìn. 3,2V. Nội trở đây. Đấy, 0,17, 18, 19. Đấy. Tiếp theo đo một cái thứ ba đây. Đấy. Đây các bác nhìn. 3,2V. Nội trở là 0,17, 18 mili ôm. Đo tiếp cell thứ tư. Đây anh em nhìn. 3,2V. 0,17, 18 mili ôm. Đấy. Cứ đầu 2 mili ôm trở xuống là được. Bởi vì về anh em mà nạp đầy thêm cái pin này, đầy thêm cái cell pin này thì nội trở của nó sẽ đo sẽ thấp hơn. Đấy, nhưng mà nhập về như nào thì em đo cho các bác đúng như vậy. Giờ em cứ cân thử một cái cell này nhé. Này, đồng hồ rồi. Đồng hồ. Đấy, đồng hồ. Đồng hồ đo cân. Nếu mà đo cái cân này anh em nhé, nếu mà đo cân này thì bởi vì cân này là cân 100. Cân một tạ. Đấy, thì nó sẽ bị hao mất khoảng độ 3 lạng. Đấy. Đây còn ít pin cắt L này. Anh em nhìn, còn ít pin cắt L 100A. Pin cắt L thì nó là pin số 1. Pin số 1 của Trung Quốc. Đấy, pin cắt L loại này là 100A nhá. Đấy, với một cái cell này thì bên em đang bán là 680.000 pin loại A, bảo hành 1 năm, pin cắt L. Đẳng cấp luôn, là số 1 của Trung Quốc. Đây, còn các bác xem về cái cân đo xem. Đấy. 5,7 kg. Đấy. Nếu như các bác đo ở cái cân 30 cân ấy, thì nó đủ 6 cân nhá. Đấy. Nhưng đo ở cái cân tạ này là bị hụt mất khoảng độ 3 lạng. Đấy, đúng 3 lạng, không đến 3 lạng, đây chỉ 2 lạng thôi. Đấy. Đấy, 5 rơi vào 5 cân 8 anh em, 5 cân 8. Thì là cái cell này là 6 cân anh em, 6 cân. Rất là nặng. Rất là nặng và rất là đầm tay. 6 cân. Đấy, thì cái gì thì cái cứ thực tế đo cho anh em xem. Đấy, pin này thì để cho các bác là 1,2 triệu nhá, bao ship. 1,2 triệu một viên, bao ship. Đấy. Các bác lấy 16 viên thì các bác nhân lên. Kết hợp với cả mạch, các bác lấy loại nào thì em sẽ bán cho các bác loại đó. Mạch thì em khuyên các bác là mạch JK hoặc là Siplot cũng được. Đấy, nhưng mà JK thì anh em sẽ kết nối nó dễ hơn. Bởi vì bản chất của cái mạch là nó thiết kế như nhau, chỉ có điều là khác hãng thôi. Cũng kiểu như pin. Đấy. Anh em mua hàng thì nhắn tin Zalo cho em, đã để trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một video sau.